sáng giờ mới trồng bông xong ở ngoài trước rồi. Thấy đẹp chưa? Bụi này mốt nhảy ra dữ lắm á. Phượng nè, phượng này bác Hiển mới cho nữa đó. Cây này là cây bà mới chín chưa mà đã một tiếng rồi. Mỹ phải cùng tăng à. Kia cũng có cà Mỹ đó. Đây cũng có em nước Mỹ à. Cái hoa này đẹp ha. Trầm trúc nha.